Cách đây 50 năm, ngay sau Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, để tạo ra bộ mặt mới cho trung tâm đầu não cách mạng miền Nam, tạo thuận lợi các hoạt động ngoại giao và tiếp tục lãnh đạo cách mạng tiến tới thắng lợi hoàn toàn. Bộ Chính trị và Chính phủ đã quyết định chuyển trụ sở làm việc của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam từ Tây Ninh đến vùng giải phóng Quảng Trị. Cam Lộ, mảnh đất còn vương mùi đạn pháo, vinh dự được chọn làm nơi đặt trụ sở làm việc của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Trong thời gian 3 năm, từ năm 1973 đến năm 1975, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đóng tại Cam Lộ đã có những đóng góp quan trọng cho cách mạng miền Nam, tạo dựng nên hình ảnh một chính quyền cách mạng vì hòa bình, độc lập, dân chủ, tiến bộ, là chính quyền đại diện duy nhất ở miền Nam Việt Nam được bạn bè quốc tế công nhận. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Và việc chọn Cam Lộ, Quảng Trị làm nơi đặt trụ sở hoạt động là quyết định mang tầm chiến lược của Đảng ta. Việc chuyển trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra Quảng Trị thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, nâng cao giá trị biểu tượng của ý chí khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước, đồng thời phát huy vai trò của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tăng cường vị thế chính trị trên trường quốc tế, đánh dấu sự lớn mạnh của cách mạng miền Nam Việt Nam. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã khẳng định đậm nét vai trò chính trị của mình trên trường quốc tế, có những đóng góp quan trọng cùng với quân và dân ta đưa kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn và tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam Bắc. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Trị để khắc phục mọi khó khăn, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm vươn lên và đạt được những thành tựu vượt bậc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Chúng ta rất vui mừng trước sự đổi mới của Quảng Trị sau 51 năm vươn lên từ hoang tàn, đổ nát, hậu quả nặng nề của chiến tranh, nay đã được thay bằng màu xanh ngút ngàn của cà phê, hồ tiêu, của dược liệu, của một khí thế mới, sức sống mới, niềm tin và hy vọng mới. Kinh tế tăng trưởng nhanh, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, diện mạo đô thị và nông thôn đổi mới, các tiềm năng về công nghiệp, năng lượng, thương mại, dịch vụ và du lịch được phát huy mạnh mẽ. Đây là minh chứng rất rõ về một động lực phát triển mới đang hình thành, về cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc trên quê hương Quảng Trị, khẳng định rõ tầm vóc, vai trò quan trọng của Quảng Trị đối với sự phát triển của đất nước, xứng đáng với niềm tin, mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúng ta tin tưởng rằng Quảng Trị sẽ khắc phục mọi khó khăn thách thức, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khai thác tốt những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để Quảng Trị không chỉ biết đến là vùng đất dạn dày gan gốc, ra ngõ gặp anh hùng, vào nhà gặp dũng sĩ, mà còn là một Quảng Trị phát triển vượt bậc, toàn diện về mọi mặt, nhanh và bền vững. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và hệ thống chính trị luôn quan tâm, đồng hành, ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho Quảng Trị tiếp tục phát triển để Quảng Trị xứng đáng với niềm tin yêu ấy. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội luôn quan tâm, đồng hành, ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho Quảng Trị tiếp tục phát triển. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước với tình cảm, sự chia sẻ sâu sắc và ý thức trách nhiệm cho những hy sinh, mất mát to lớn của quân và dân Quảng Trị trong chiến tranh, tiếp tục cổ vũ, hỗ trợ, đầu tư, tích cực ủng hộ cả về vật chất và tinh thần để Quảng Trị mình cất cánh vút bay và có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu đáp từ, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã đến Quảng Trị tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị trong các cuộc kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương. Quảng Trị tự hào là mảnh đất được lựa chọn cho nhiều dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc, trong các cuộc trường chinh dựng nước, giữ nước,
nơi thấm đẫm giá trị lịch sử truyền thống của ông cha, nơi cháy lên niềm tin bất diệt về khát vọng hòa bình, thống nhất và tương lai tươi sáng của Tổ quốc Việt Nam, kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của quê hương anh hùng, để xứng đáng là vùng đất đã được lựa chọn làm nơi đặt trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị đã và đang nỗ lực phấn đấu khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, động lực, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, quyết tâm hiện thực hóa lời nhắn nhủ tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ngoài những tiềm năng sẵn có thì với Quảng Trị, truyền thống cách mạng anh hùng cũng là một nguồn lực, động lực để thúc đẩy phát triển. Tỉnh Quảng Trị đã anh hùng trong chiến đấu, phải thành công trong kiến thiết dựng xây. Đảng bộ tỉnh đã từng được tôi luyện qua thử thách, phải thực sự là hạt nhân, là đầu tàu, là lũy thép vững vàng, đoàn kết thống nhất để đưa Quảng Trị bứt phá đi lên. Với quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức và khát vọng đưa Quảng Trị ngày càng phát triển, tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục thực hiện triển khai các định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm diễn ra chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh Một chính phủ khát vọng hòa bình, chương trình đã tái hiện sự kiện thành lập chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, quá trình lãnh đạo cách mạng miền Nam, chiến trường đường 9 năm Lào và 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ, thắng lợi Hiệp định Paris, lễ ra mắt và hoạt động của trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Cam Lộ, Quảng Trị năm 1973, hình ảnh Chủ tịch Fidel Castro tại Quảng Trị, hình ảnh về Quảng Trị hôm nay đổi thay và phát triển. Kết thúc chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh Một chính phủ khát vọng hòa bình là màn bắn pháo hoa rực rỡ và ấn tượng trên bầu trời huyện Cam Lộ.